ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, tiếp tục chương trình, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu. Dạ, thay mặt đại chúng trong danh kính cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay, kính cung thỉnh ngài ạ. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thực ra hôm nay chúng tôi rất là bị phân tâm do cơ thể của chúng tôi nó bị dị ứng nổi mề đay, cho nên nó ngứa vô cùng. Cho nên chúng tôi vào rung nó hơi trễ một chút. Kính thưa quý vị, khi mà nói về Đức Phật, ngài là một vị đạo sư đặc biệt nhất trên đời. Ngài kêu gọi đệ tử là cần phải tìm hiểu về ngài để thiết được ngài có phải là vị chánh đẳng chánh giác hay không. Chưa có một vị đạo sư nào của các tôn giáo khác và lại thách thức đệ tử như vậy. Đức Thế Tôn ngài có bốn vô sự quý, những pháp mà ngài giác ngộ, thật sự giác ngộ, ngài không có ngại người khác chỉ trích về ngài, không phải là một giác ngộ.
Ngài tự nhận là bậc đoạn lậu, Ngài không sợ ai bắt bẻ hay chỉ trích Ngài. Ngài tuyên bố pháp chướng ngại, Ngài không sợ ai phản bác lời nói của Ngài là sai, vì Ngài đã thật sự biết rõ pháp chướng ngại là chướng ngại. Ngài thuyết pháp hướng thượng, Ngài không sợ ai chỉ trích pháp Ngài thuyết là vô ích, vì thật sự Ngài đã thể nhập các pháp hướng thượng. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua bài kinh này, chúng ta càng khởi lòng tin nơi Đức Phật, và chúng ta càng nhận thức rõ phải tin Đức Phật và phải hiểu Đức Phật bằng cách như thế nào. Đức Phật Ngài đã điềm chỉ cho chúng ta điều đó. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Giá hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 Phật lịch 2064, giáo trình hôm nay là Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn dịch chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài số 47, Kinh Tư Sát Vimansaka Sutta, phân đoạn 223 đến 233, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Kinh Tư Sát Vimansaka Sutta. Chữ Vimansaka bản dịch Việt là tư sát, có nghĩa là người quán sát, người tìm hiểu. Tên bài kinh dựa trên ý chánh trong pháp thoại mà Đức Phật đã giảng dạy những đệ tử nên tìm hiểu thế nào về chính Ngài. Có lẽ không một vị giáo chủ nào ngoài Đức Phật khuyên và chỉ cách các đệ tử tìm hiểu về bậc đạo sư là người thế nào. Có một câu trong bài kinh mà cả nguyên văn Pali, lời dịch tiếng Việt đều có vấn đề cần phải làm sáng tỏ. Câu phản ngữ Vimansake na Phikkave Phikkhuna Parasacheto Pariyayan Achanante na Achanante na có hai cái nghĩa khác nhau, Achanante na và Achanante na. Chữ Achanante na kinh tí Tathagate Samane Sana Các tập bà Samang Sambutho Vanova Y Tí Vinana Giá Tí Tí, bản của miếng điện trong cuộc trùng tuyên tam tạng lần thứ 6 in là Á Cha Năng Tê Nã. Trong lúc bản in của Pali Tract Society y cứ trên bản Thích Lan thì ghi là Á Cha Năng Tê Nã. Thoạt nhìn hai dị bản có vẻ như giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Chữ Á Cha Na Tí là biết, trong lúc chữ á cha na tí là không biết. Nếu dịch theo bản của kỳ trùng tuyên tam tạng lần thứ 6, thì nên dịch là này chứ tỳ kheo, một vị tỳ kheo là người có thái độ khách quan của người cầu học, Vimansaka, nhưng không đọc được tâm của người khác, nên suy xét về Như Lai có phải là bậc toàn giác, giác ngộ hay không. Bản sơ giải ghi rằng, không ai ngoài Đức Phật có thể đọc được tất cả tâm ý của chư Phật toàn giác, nên theo bản miếng điện hợp lý hơn, và ghi là á cha năng tê ná không biết thay vì biết. Bản dịch tiếng Việt này, các tỳ kheo, vị tư sát tỳ kheo muốn biết rõ tập tánh chê tô pariya văn của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được Ngài có phải là chánh đẳng chánh giác hay không, có nghĩa là rất xa nguyên văn. 223, niềm tin dựa trên trí tuệ. Hai cực đoan
thường có ở các tôn giáo là sự cả tin hay đặt vấn đề không đúng chỗ. Người con Phật nên biết những gì nên nêu ra để hiểu về Đức Phật một cách chân xác, kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Chitavana, tịnh xá của ông Anathapindika, ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ kheo, vị tứ sát tỳ kheo muốn biết rõ tập tánh Chetopariya văn của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được Ngài có phải là chánh đẳng giác hay không. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm bậc lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ hành trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. 224, ý nghĩa của câu: Đức Như Lai có quế nhiễm hay không qua những gì được thấy và nghe? Thấy là quan sát hành vi của thân, nghe là hiểu được ngôn từ qua lời nói của khẩu, kinh văn. Này các tỳ kheo, vị tứ sát tỳ kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp. Các pháp do mắt, tai nhận thức nghĩ rằng, những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo ấy được biết như sau: Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. 225, ý nghĩa của câu: Những điều bất nhất có thể tìm thấy ở Như Lai qua những gì được thấy và nghe. Mệnh đề Vitimisa Thamma có nghĩa là pha lẫn hay là phức cảm, có nghĩa là không phải lúc nào cũng thanh tịnh, tốt đẹp, mặc dù có lúc hành động và lời nói rất cao siêu, kinh văn. Vì ấy tìm hiểu thêm những tạp pháp khi nhiễm khi tịnh, do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy và vị tỳ kheo ấy biết được như sau: Những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện thời, không có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: Những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. 226, ý nghĩa của câu: Sự thanh tịnh tốt đẹp của biểu lộ rõ ràng ở Như Lai qua những gì được thấy được nghe. Điều này có nghĩa là qua hành vi và ngôn từ có thể khẳng định rõ là Như Lai thanh tịnh hay không thanh tịnh, kinh văn. Vị ấy tìm hiểu thêm những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo biết được như sau: Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết như vậy và biết được như sau: Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Số 227, ý nghĩa của câu: Thiện pháp thể hiện ở Như Lai vốn cố hữu hay là nhất thời. Có người tốt độc xuất với hành động và lời nói cao quý, nhưng chỉ trong trường hợp nào đó, chứ không phải luôn luôn như vậy, kinh văn. Vị ấy tìm hiểu thêm: Công giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài hay là một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo biết như sau: Vị tôn giả này thành tựu thuộc thiện pháp này trong một thời gian lâu dài. Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài. Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn. 228, ý nghĩa của câu: Danh lợi có chi phối Đức Như Lai không? Có những bậc tu hành rất tốt đẹp, khi là một ẩn sĩ như khi được cung kính lợi đắc nhiều thì xoay chiều hiện ra những bất thiện pháp như giả dối, ngã mạn, kinh.
Vị ấy tìm hiểu như sau: vị tôn giả tỷ kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm có thể khởi lên cho vị ấy ở đây không? Này các tỳ kheo, một số nguy hiểm không khởi lên ở đây cho vị tỳ kheo khi vị tỳ kheo ấy chưa được hữu danh, chưa có danh tiếng. Này các tỳ kheo, khi vị tỳ kheo ấy được hữu danh, có danh tiếng thì một số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo biết được như sau: vị tôn giả, vị tỳ kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: vị tôn giả tỷ kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị này. 229. Ý nghĩa của câu: có phải Đức Như Lai sống thanh tịnh vì lo ngại có những nhà tu từ bỏ dục lạc, không phải vì nhận thức rõ bản chất phù phiếm nguy hại hay do đoạn tận tham ái, chứ không phải vì lo sợ người khác chê trách kinh văn? Vị ấy tìm hiểu thêm: vị tôn giả này do vô úy mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, có phải vì do đoạn diệt tham ái? Vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: vị tôn giả này do vô úy mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, vì khái nên vị này không thỏa mãn các dục. 230. Ý nghĩa của câu: Như Lai có thuyết pháp với cung cách cao quý, Đức Như Lai thuyết pháp vì lợi ích cho chúng sanh, dù hội chúng nhiều người hay cho một người, Ngài thuyết pháp không với tâm tân bốc người này hay chà đạp người kia. Sứ dạy gọi đó là thái độ vô tư của chư Phật. Ta điếp pha vá kinh văn: này các tỳ kheo, nếu có những người khác hỏi vị tỳ kheo ấy như sau: những dự kiện tôn giả là gì, những bằng chứng của tôn giả là gì, mà tôn giả nói vị tôn giả này do vô úy mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, do vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Này các tỳ kheo, tỳ kheo muốn trả lời một cách chân chánh phải trả lời như sau: vị tôn giả này sống giữa tăng chúng hay sống một mình? Dầu cho những vị ấy sống ở đây là thiện hạnh, là ác hạnh, dầu cho có những vị giáo giới, giáo hội chúng ở đây, có những vị chuyên trọng tài vật, có những vị ở đây không bị ô nhiễm bởi tài vật, vị tôn giả này không vì vậy mà khinh bỉ họ vì lý do này. Như vậy tôi nghe trước mặt Thế Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn: ta do vô úy mà từ bỏ, ta không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên ta không thỏa mãn các dục. 231. Ý nghĩa của câu: Như Lai có trả lời thẳng thắn về bản thân mình chăng? Có nhiều người không dám khẳng định về bản thân vì tự xét đức hạnh còn khuyết điểm hay thiếu tự tin. Đó không phải là trường hợp của Đức Phật. Kinh văn: ở đây này các tỳ kheo, Như Lai cần phải được hỏi thêm như sau: các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi? Được hỏi như vậy, Như Lai sẽ trả lời như sau: các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai. Nếu được hỏi những tạp pháp ở mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi? Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai sẽ trả lời như sau: những tạp pháp do mắt, tai nhận, những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai. Nếu được hỏi những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai trả lời như sau: những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành giới, không có ai giống ta như vậy. 222. Ý nghĩa của câu: Như Lai có truyền giải giáo pháp chân thiện, thiết thực, rõ ràng, có hiệu năng dẫn đến giác ngộ giải thoát. Phải nhận chân giá trị cao quý của bậc đạo sư qua giáo pháp truyền giải như một người đi vào thành phố,
được xây dựng nguy nga tráng lệ thì có thể cảm nhận đó phải là một công trình tạo nên bởi những một kiến trúc sư thực tài kinh văn. Này các tỳ kheo, một đệ tử phải đến gần bậc đạo sư, có nói như vậy để được nghe pháp, vị đạo sư thuyết pháp cho vị ấy từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương sapa tiếp phá giá. Này các tỳ kheo, tùy theo vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỳ kheo từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương, vị tỳ kheo tùy theo như vậy, sau khi chứng tri trong pháp ấy đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một, vị ấy khởi lòng tịnh tín đối với bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Này các tỳ kheo, nếu có một người khác hỏi tỳ kheo ấy như sau: Tôn giả, có những dữ kiện gì, những bằng chứng gì để Tôn giả nói rằng Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì? Này các tỳ kheo, muốn trả lời một cách chân chánh, vị tỳ kheo phải trả lời như sau: Ở đây, này hiện giả, tôi đến ý kiến Thế Tôn để nghe thuyết pháp. Thế Tôn thuyết pháp cho tôi từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Này hiện giả, tùy theo Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế, tùy theo Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế nào, từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Tùy theo như vậy, sau khi chứng tri trong pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một, tôi khởi lòng tịnh tín đối với bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. 233. Lời kết luận pháp thoại của Đức Phật. Chỉ có tìm hiểu rõ về Đức Phật thì một đệ tử mới thành tựu được niềm tin kiên cố. Này các tỳ kheo, đối với ai mà có lòng tin đối với Như Lai được an lập, căn cứ, an trú trên những dữ kiện, những văn cú, những văn tự như vậy, này các tỳ kheo, lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến, vững chắc, không thể bị phá hoại bởi một sa môn, bà la môn, chư thiên ma, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo, là sự tìm hiểu về Như Lai, và như vậy Như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Những điểm cần nhớ, chín điểm mà một đệ tử nên suy xét để đạt niềm tin trọn vẹn nơi Phật. Thứ nhất, Đức Như Lai có quế nhiễm hay không qua những điều gì được thấy và nghe? Số 2, những điều bất nhất có thể tìm thấy ở Như Lai qua những gì được thấy và được nghe? Số 3, sự thanh tịnh tốt đẹp của biểu lộ rõ ràng ở Như Lai qua những gì được thấy và được nghe? Số 4, thiện pháp thể hiện ở Như Lai là vốn cố hữu hay là nhất thời? Số 5, danh lợi có chi phối Đức Như Lai hay không? Số 6, có phải Đức Như Lai sống thanh tịnh vì lo ngại? Số 7, Như Lai có thuyết pháp với cung cách cao quý? Số 8, Như Lai có trả lời thẳng thắn về bản thân mình chăng? Số 9, Như Lai có truyền dạy giáo pháp chân thiện, thiết thực, rõ ràng, có hiệu năng dẫn đến giác ngộ giải thoát hay không? Dạ, bài kinh đến đây là dứt. Con cung thỉnh sư phụ Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng giải bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính thỉnh sư phụ Pháp Đăng cầm mic. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái bài kinh hôm nay đó thì
chúng ta nghe sư Nguyên Thông đọc rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giảng. Trước khi giảng thì có Phật đăng kinh hành lễ Đức Tam Bảo, kinh hành lễ Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, để Đức Đại Tri, sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào bệ bại cô tôn nữ, thân chào Phật tử. Thì xuyên qua cái bài kinh tương sát này đó, thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt ở trong đạo Phật, hay là một vị chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, một vị thiên nhân chi đạo sư, khi mà Ngài giác ngộ cuối cùng Bồ Đề, với cái thời gian tu tập rất lâu, chia qua cái thời kỳ phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được chư Phật thọ ký, cho đến kiếp này Ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời và Ngài thuyết giảng để cho mọi người tu tập, từ những người chưa có lòng tin cho đến khi có lòng tin. Và những người có lòng tin rồi thì y cứ vào cái lòng tin đối với Đức Phật là đã giác ngộ. Đối với bốn vô sở quý và mười Như Lai lực ở trong cái bài kinh Sư Tử Hống, rất là nhiều những bài kinh mà chúng ta học hôm trước đó, như là Đại Kinh Dấu Chân Voi, thì cũng nói đến một cái vị chánh đẳng chánh giác. Và đối với Đức Phật thì một vị đạo sư thanh tịnh về cái tịnh đức, cái bi đức và cái trí đức. Như là mỗi lần chúng ta quy y Phật bảo đó, thì Đức Phật có bi đức, trí đức và tịnh đức. Chính vì điều đó, đó nên khi mà suy nghĩ về một cái vị giáo chủ thật sự, thì ở trên đời này không có một cái vị nào, vị giáo chủ nào mà như Đức Thế Tôn. Ngài cho những người đệ tử suy xét về Ngài, và có sự suy xét như vậy đó thì mới nỗ lực tinh tấn để hành trì và có lòng tin tuyệt đối để tạo lên cái đức tu tập, như là chúng ta thấy bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, hoặc là ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Thì ở trong ngũ lực hay ngũ căn hay là các cái pháp tu tập đó, thì cái tính lòng tin đối với Đức Thế Tôn đó, đó là một cái điểm mạnh, đó là năm quyền hay là năm lực. Và Đức Phật Ngài dạy khi mà mình muốn tìm hiểu một người nào đó thì xuyên qua cái thân và cái khẩu. Thường thường thì quý vị biết rằng thân và khẩu đó, đó là một cái sự biểu hiện của tâm. Mà chúng ta thường học trong vi diệu pháp, chúng ta biết rằng thân biểu tri và khẩu biểu tri đó là hai cái sắc này ở trong 10 nhóm sắc đó, nó sẽ là cái điều biểu hiện. Thân biểu tri, khẩu biểu tri đó là cái sắc là do tâm. Khi một cái người mà họ nói và họ cái thân hành động đó liên quan đến sắc sanh, trộm cắp hay tà dâm, cái lời nói của họ nó xuyên qua, nói ác, nó đâm thọc, nó thiêu dệt, nói nhảm nhí vô ích, thì chính là cái ý hành của họ đó là tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì nó mới điều khiển thân và khẩu là bất thiện. Thì Đức Ngài dạy như vậy để cho một cái vị tỳ kheo khi mà đi theo Đức Phật đó, có thể là để suy xét, tìm hiểu về Như Lai. Do mắt thấy và do tai nghe đó, là chúng ta hiểu như vậy. Do mắt thấy Đức Thế Tôn, mà chúng ta thấy ở trong Trường Bộ Kinh cũng có một cái vị ngoại đạo đi tìm hiểu về, nghe cái lời thầy của mình đi tìm Đức Thế Tôn đó. Vị này theo dõi liên tục và kể cho thầy của mình nghe và tán thán còn nhiều cái còn đặc thù hơn nữa. Thì chúng ta thấy trong Trường Bộ Kinh cũng có một cái người ngoại đạo đó đi theo suy xét, mắt thấy tai nghe mà đi tìm hiểu về Đức Phật. Khi mà ông về, ông nói lại cho thầy ông biết đó, thì thầy ông cũng rất là hoan hỷ. Và như vậy đó, thì chúng ta thấy cũng như một cái người mà khi mà đến với Đức Phật với một cái lòng tin
Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng chánh giác, vị đó sẽ tìm hiểu với cái thân hành và cái khẩu hành, đó là cái hành động từ thân và cái hành động từ những cái lời nói, để coi người đó đó có phải là bậc Như Lai không. Bởi thường thường chúng ta hay nghe nói rằng Đức Thế Tôn bậc Như Lai đó, ngài nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Cái nghĩa là nói và làm đó đúng với cái truyền thống của chư Phật, nói và làm những cái hạnh của chư Phật, nói những cái lời nói của vị chánh đẳng chánh giác. Nên đó, ở trong những cái bài hát mà lúc trước mà sáng tác do sư trưởng đó, thì cũng nói, cũng có những cái tiếng ca tiếng hát là Như Lai là một cái vị nói sao làm vậy, làm sao nói được nói vậy. Đó là cái điểm mà rất là đặc biệt ở một cái vị đại giác, chứ còn không tìm được ở những cái vị mà giáo chủ khác. Chỉ có Đức Phật và những cái vị thanh văn đệ tử của Đức Phật, khi mà đoạn trừ hết phiền não thì các ngài có thân và khẩu hoàn thiện, dù có ai theo dõi đó thì cũng không tìm được một cái lỗi lầm nào. Chúng ta có thể thấy đối với những cái vị thinh văn giác còn những cái thường cận y duyên, nhưng mà đối với vị chánh đẳng giác thì hoàn toàn loại bỏ tất cả những cái lời nói. Chúng ta cũng thấy các vị thinh văn cũng có những cái vị mà kêu những vị tỳ khưu bằng cái tên, bằng một cái cách nói nó không có tôn trọng, hay là một cái cách nói coi như là giống như là một người gia chủ nói với một cái người thầy tớ đã làm việc mà thôi, thì nó cũng có những vị có cái thường cận y duyên như vậy. Nhưng mà riêng về một vị chánh đẳng chánh giác á, thì những cái thường cận y duyên như vậy không còn ở trong cái tâm của vị chánh đẳng chánh giác. Khi ngài giác ngộ đó thì cái lời nói của ngài thanh tịnh, và cái thân hành của ngài đó cũng hoàn toàn thanh tịnh, rất là cao siêu. Như vậy á, thì những cái tạp pháp đó, khi nhiễm khi tịnh đó, không có nơi Đức Phật. Khi nhiễm khi tịnh là sao? Muốn nói đến lúc lúc dày lúc khác đó, nghĩa là lúc ma lúc Phật đó. Thì như vậy đó, thì không có nơi Đức Phật, vì Đức Phật là bậc một vị chánh đẳng chánh giác rõ ràng như vậy. Thì Đức Phật ngày dạy cho các vị tỳ kheo, cho những người xuất gia đi theo ngài đó, có cái sự suy xét như vậy, để mà suy xét như vậy để nỗ lực tu tập. Bởi thường thường chúng ta biết rằng người đời đó thì họ nghĩ rằng thần thánh là những cái gì đó, những cái đó là những cái phép thuật, những cái gì biến hóa, đa số cái tín ngưỡng con người là như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài dạy chư tỳ khưu đó có lòng tin với Đức Phật đó, là xuyên qua cái lời nói và cái hành động từ thân khẩu để suy xét, để biết được ngài là bậc giác ngộ, chứ không phải như là những cái tôn giáo hay là những cái tín ngưỡng hay là những cái sự hiểu biết của chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một cái gì đó linh hiển, hiện hình hay là ẩn hình này kia nọ. Tìm hiểu cái đó, còn đối với Đức Phật thì ngài không có dạy chúng ta tìm hiểu Đức Phật như vậy, là tìm hiểu do cái mắt thấy và do tai nghe, xuyên qua cái sự suy tư mà Đức Phật ngày thường nói đó, có một sự tác ý đến cái lời nói của ngài và đến cái hành động của ngài, cái mắt thấy và tai nghe như vậy. Như vậy thì khi mà càng quan sát á, thì thấy được cái sự tốt đẹp thanh tịnh với cái tịnh đức của Thế Tôn Như Lai. Khi mà được thấy, được nghe cái gì đó thì hoàn toàn ý nghĩa có sự thanh tịnh xuyên qua cái thân hành hay cái khẩu hành. Như vậy đây là một cái điểm đầu tiên mà Đức Phật ngài nói ở trong cái bài kinh này. Như vậy thì rồi Đức Phật ngài giảng dạy đó, nghĩa là đối với một cái vị đại giác như vậy đó, như là Đức Phật như vậy đó, thì chúng ta cũng tìm hiểu những cái điều mà bất nhất có tìm thấy ở Như Lai không. Thật sự đó thì Đức Phật ngày nói sao làm vậy, và cái việc mà ở đời đó đối với Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác, mà chúng ta nơi Đức Phật là được thấy, được nghe,
những cái điều đó nó hoàn toàn nó không có giống như là những cái vị mà chưa có giác ngộ, những cái vị đạo sư phải được nhờ đồ chúng, nhờ mọi người gìn giữ. Còn đối với Đức Phật thì không có như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, mình đến để mà mình thấy được cái thân khẩu ý của Ngài một cách hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, hoàn toàn loại bỏ các cái lậu hoặc phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, đối với một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì cái sự thanh tịnh xuyên qua thấy nghe là một cái điều hiển lộ trong cái oai nghi tế hạnh của Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự biểu lộ từ mình suy xét, mình thẩm sát, mình suy tư theo một cái thời gian dài để mình biết được. Bởi vì trong cái bài kinh ví dụ dấu chân voi thì chúng ta cũng thấy Đức Phật Ngài cũng nói rằng cần phải sống chung, cần phải suy tư, cần phải suy xét, cần phải có cái tâm thì mới tìm hiểu được. Thì cũng như vậy, đối với Đức Phật, những cái thiện pháp, những cái thiện pháp ở Đức Phật đó, nó là một cái viên mãn, chứ nó không phải như là những cái người mà lúc dày lúc khác, có nghĩa là vì chưa có thành tựu được cái viên mãn, thành ra cái tâm tư đó, cái thiện pháp ác pháp nó cũng không có hoàn hảo, có lúc như vậy, có lúc như khác. Thật sự đó thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn đó, thì những cái thiện pháp mà Ngài với cái tâm đại bi mà chúng ta thường gọi là tâm tố đó, Ngài thuyết pháp giảng đạo hay Ngài tế độ chúng sanh, hay là Ngài quán xét nhân duyên, Ngài nói lên, Ngài thuyết giảng lên, và Ngài thuyết giảng với bất cứ một chúng sanh nào đó, thì Ngài luôn luôn với cái lòng từ bi. Chúng ta cũng tìm thấy ở trong trường bộ kinh đó, thì có một cái vị đó đến chất vấn Ngài, mà cái người đó ở một cái giai cấp hạ tiện, mà được theo thời gian rồi được tôn trọng ấy. Và Ngài cũng dẫn chứng lại cái thời kỳ, cái giai cấp đó ở trong cái thời kỳ đó, nhưng mà cái giai cấp nó không phải là quyết định, mà do cái sở hành. Có những lúc mà người đó tu tập đạt được những cái loại thiền định thần thông thì nó trở thành những cái người mà cao thượng ở trong đời, và cái giai cấp nó cũng không còn là quan trọng nữa. Đức Phật Ngài với cái lòng từ, khi mà Ngài ai đó chất Ngài đó, thì Ngài cũng suy xét để làm cách gì đó để Ngài thuyết giảng cho người đó và mọi hội chúng đó được cái sự lợi ích cao thượng, chứ không có sanh lên cái sự xung đột, hay là sanh lên cái sự kỳ thị hay là khinh bỉ một người nào. Đối với Đức Phật thì không có như vậy. Nên thường thì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật, mỗi buổi sáng ra ngày dùng cái đại bi tuệ để Ngài tìm chúng sanh có duyên. Và Ngài khi Ngài tìm chúng sanh có duyên rồi đó, thì Ngài coi trong cái quá trình chúng sanh đó có cái các cái quyền mạnh yếu, mà chúng ta thấy cái quyền liệt thắng trí đó, cái ý kiến từ tùy miên trí đó, những cái tùy miên phiền não của chúng sanh đó, thì được Đức Phật Ngài biết trước, và ngày hiểu biết được cái tâm trạng, cái khuynh hướng tu tập của người đó. Người đó trong quá khứ đã tu tập như thế nào, hiện tại cần hành cái pháp nào để có thể chứng ngộ đạo quả. Như vậy thì đó là cái điểm đặc biệt mà đối đôn. Rồi suy xét về cái danh lợi đó, thường thường chúng ta thấy rằng ở đời đó thì người ta khi mà làm vị giáo chủ rồi đó, người ta sẽ có những cái danh lợi hoặc là cái sự phục vụ cho người đó đó một cái cách rất là khác biệt. Nhưng mà đối với Đức Phật thì
Ngài cũng muốn mình theo dõi coi Ngài có bị danh lợi chi phối không. Có nghĩa là Ngài đối với đệ tử của Ngài là những vị vua chúa, những vị mạnh thường quân, những cái ông hoàng, bà hoàng. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài chỉ tế độ những người hữu duyên thôi. Đối với Ngài không còn bị danh lợi, không có bị chi phối vì danh vì lợi. Thường thường thì chúng ta thấy rằng cái quyền lực của các cái vị giáo hoàng hay là các cái tôn giáo đó, thì họ thường củng cố khi mà họ đạt được cái địa vị đồ chúng. Còn đối với Đức Phật đó, thì Ngài vẫn không. Chúng ta thấy rằng Ngài vẫn thích độc cư trong rừng, ở trong những cái trú xứ xa vắng. Ngài tu tập như vậy. Và cái thời gian để mà tế độ chúng sanh đó, thì Ngài cũng có cái thời gian trong cái sự tế độ đó. Thì bất luận là người nào cần, cần giống như người bệnh mà cần bác sĩ đó, thì Đức Phật Ngài đi tới thôi. Đức Phật giống như một vị lương y, một vị thầy thuốc với lòng từ vô lượng đối với bệnh nhân. Mà người nào có bệnh thì Đức Thế Tôn Ngài tới và Ngài ban bố cái pháp thoại hay là cái cam lồ dược để trị cái chứng bệnh của chúng sanh. Và ở cái điểm mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật hay là đối với Như Lai sống thanh tịnh vì lo ngại đó, nghĩa là sợ người ta xa, người ta nói, người ta tìm kiếm, nên mình phải sống trong cái chỗ mà xa vắng này kia nọ. Có phải là như vậy không? Thật sự là không có như vậy. Vì Đức Thế Tôn Ngài đã đoạn trừ lậu hoặc, Ngài dứt trừ phiền não. Nhưng mà cái đời sống Ngài dạy cái trú xứ, và Ngài là vị đạo sư ở những cái trú xứ như vậy đó, để làm cái tấm gương cho đệ tử của Ngài. Vì cái trú xứ đó, đó yên tịnh vào những cái thiền lạc, hay là những cái thiền quả, hay là những cái thiền diệt, mà có thể ở trong những cái trú xứ yên tịnh như vậy rất là dễ dàng để an trú vào những cái loại lạc này. Rồi để cho những cái vị mà ở trú xứ dễ dàng tu tập. Thường thì chúng ta biết rằng cái hội chúng của Đức Phật và cái hội chúng của Niganatha nó rất là khác biệt. Một cái hội chúng thì ồn ào huyên náo, bàn rất là nhiều những cái thế sự. Đối với cái đạo tràng của Đức Phật thì lúc nào cũng yên tịnh, nghe hỏi Phật pháp, thảo luận Phật pháp. Còn nếu không thì yên tịnh để theo dõi, để hành trì, để loại bỏ những cái lậu hoặc có thể do cái sự phóng dật hay là cái sự không thu thúc của mình. Những cái lậu hoặc phiền não nó có thể sanh khởi do thân khẩu. Chính vì điểm đó đó, một cái người mà có cái tâm thanh tịnh đó, là muốn nói đến tâm nó có cái đề mục, được cột vào trong cái đề mục, thì đó là cái tâm có tu tập đối với phàm phu chưa có chứng ngộ. Còn đối với các bậc thánh đó, thì vị thánh thấp đó, thì tu tập để chứng ngộ cái thánh đạo cao. Còn những cái vị thánh đạo cao như là những vị A-la-hán đó, thì các ngài luyện các cái loại thiền, an trú trong những cái loại thiền, hoặc là thiền diệt, hoặc là những cái thiền quả, hoặc là ngài an trụ vào đặc biệt những cái loại thiền định. Đó là một cái minh và cái hạnh của các cái bậc chánh đẳng chánh giác. Và ngài đã tuyên bố về những cái hạnh sống ở trong rừng và an trú trong các cái thiền chứng. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài khi ngài thuyết pháp với tất cả mọi người đó, với cái cách thuyết pháp, ngài luôn luôn đề cao cái pháp chân đế, đó là một cái sự thật mà trải qua đối với tất cả chúng sanh đó. Khi mà nghe đó thì nghĩ như Đức Phật ngài đang dạy mình vậy. Tại vì thường thường đối với chúng ta hiểu được Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài thuyết pháp về chân đế, ngài nói về danh mà sắc, ngài nói cái khổ của danh sắc, cái khổ của sắc đó là cái khổ chịu đựng đói khát, nóng lạnh, tìm cầu sự sống, rồi những cái hiểm họa thiên tai lũ lụt, những cái hiểm họa giặc giả binh đao, những cái hiểm họa ảnh hưởng đến cái thân mạng này, cái thân này, cái mạng sống này. Nhưng mà về phần danh đó, thì ngài thường thuyết giảng
sự chế ngự của các loại phiền não đối với mà chúng ta hiểu như là những cái tâm sở bất thiện vậy khi sanh khởi. Và Ngài cũng thường đề cập đến thân bệnh hay là tâm bệnh. Mà Ngài thường nói đến một cái người không có tâm bệnh là không có phiền não. Còn thân thì phải có bệnh thôi. Nhưng mà cái bệnh của thân đó thì đối với phàm thánh đều có hết. Nhưng mà cái bệnh của tâm đó thì bậc thánh không có bệnh phiền não. Còn phàm phu thì luôn luôn bị phiền não, dày dò, đau khổ. Chính vì điểm đó, đó chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài thuyết pháp cho tất cả mọi loài, dù là chúng sanh nào, thì Đức Phật Ngài cũng suy xét, làm cho họ hiểu rõ được cái danh và sắc, và phù hợp với cái căn cơ, trình độ của tất cả chúng sanh, dù cao hay thấp, dù là phàm hay thánh thấp. Nếu mà thánh thấp thì họ nỗ lực tu tập để đạt lên cái quả vị A-la-hán. Còn những cái vị phàm nhân thì an trú tu tập để đắc các cái bậc thánh đạo thánh quả. Và các cái vị thánh A-la-hán chưa có thiền thì các cái vị đó luyện các loại thiền định thần thông. Đó là cái điểm đặc thù mà Đức Phật Ngài thuyết giảng chánh pháp. Dù là các vị thánh hay là các vị lậu tận đều ở trong cái đạo tràng của Thế Tôn đều nghe Đức Phật thuyết pháp. Điểm đó chỉ đặc biệt nơi một vị chánh đẳng chánh giác, không có nơi các cái vị giáo chủ ngoài Đức Thế Tôn. Đây là cái điểm rất là đặc biệt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật khi mà Ngài, ai hỏi Ngài về cái bản thân Ngài đó, thì Ngài vẫn tuyên bố Ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Chính vì cái điểm mà chúng ta thấy như là Yubase nó đi khi mà gặp Đức Thế Tôn đó, và nói rằng Ngài còn nhỏ tuổi mà Ngài tự nhận là Phật Đà, trong khi những vị luật sư ngoại đạo đó là họ nhiều tuổi như vậy nhưng mà không dám tự nhận. Điểm đó đó thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật đó, đối với vua chúa thì Ngài cũng cũng khi mà hỏi về bản thân của Ngài đó thì Ngài trả lời Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài là một vị Phật, một vị thiên nhân di sư đạo sư. Ngài trả lời bản thân của mình đó là đối với những cái lậu hoặc phiền não đó Ngài đã đoạn trừ. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng Ngài nói với đức vua đó có bốn loại không nên khinh, như là hoàng tử nhỏ, sa môn nhỏ, con rắn nhỏ, ngọn lửa nhỏ đó. Và Ngài cũng nói lên cái vị mà sa môn còn trẻ tuổi đó là có thể trở thành pháp sư, thiền sư, có thể là đắc chứng được cả cái tầng thành đạo quả, có thể trở thành một cái vị có lợi ích cho hội chúng. Và Ngài tán thán cái sự tu tập còn trẻ tuổi, tóc còn đen nhánh, sự đời như vậy mà vị đó từ bỏ để mà tu tập. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, thì Ngài trả lời bất luận làm trời người, vua chúa hay là sa môn, bà la môn nào hỏi. Đây là cái điểm đặc biệt mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn khi Ngài gặp những cái vị giáo chủ hỏi, Ngài cũng cho biết rằng Ngài là một vị Phật, một vị đại giác. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, Ngài tuyên bố rằng Ngài là bậc gọi là minh hạnh túc, hay là Ngài là một vị thiên nhân chi đạo sư, Ngài là bốn vô sở quý và mười như lai lực á, Ngài đã đạt được. Với chư thiên ma dương hay phạm thiên tất cả nhân loại đó, thì Ngài cũng tuyên bố về bản thân của mình là Ngài là bị đoạn trừ các lậu hoặc, đã hoàn mãn các cái hạnh lành, đã thành tựu một vị Phật, một vị Như Lai. Như vậy thì Đức Phật Ngài truyền dạy cái pháp của Ngài đó cho đến từ lúc mà Ngài giác ngộ truyền pháp cho đến lúc Ngài chuẩn bị niết bàn đó, Ngài vẫn truyền dạy một cái chánh pháp. Ngài nói rằng nếu mà nói về cái pháp của Ngài đó thì tất cả các pháp hữu vi đó ly tham là tối thắng. Và Ngài thuyết giảng trong 45 năm đó, Ngài thuyết giảng biết bao nhiêu cái hội chúng, thì Ngài cũng vẫn tuyên bố rằng ta tuyên bố về khổ và sự diệt khổ. Khổ là nói khổ luân hồi danh sắc, dù là ở cái phương diện nào,
Thì chúng ta thấy tứ đế cũng nói về khổ đế, muốn muốn diệt khổ đế đó phải tu tập và đạo đế để chứng được diệt đế là niết bàn và đoạn trừ được tập đế là lòng tham. Nên khi mà ngài nói về, người ta tuyên bố về về khổ và sự diệt khổ, khổ là cái khổ của luân hồi, cái khổ của danh sắc, cái khổ của tái sanh miên diễn, và cái sự diệt khổ đó là sự diệt khổ luân hồi phiền não. Những cái điều điều kiện nhân tố đó đó là một cái sự tóm tắt lời dạy của Đức Phật suốt 45 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng cái sự khổ và cái sự diệt khổ được Đức Phật ngài nói như vậy đó, là cái sự diệt khổ ngay hiện tại, chứ không phải chờ một cái cảnh giới, chờ hứa hẹn có ai đó đưa rước chúng ta về một cái cảnh giới an lạc. Theo nhiều cái tôn giáo đó thì họ cho chúng ta biết rằng sau khi chết chúng ta sẽ sống hoài với một cái đấng thượng đế thần linh, một đấng tạo hóa nào, một cái đấng giáo chủ nào đó. Còn đối với Đức Phật thì chúng ta không thấy như vậy. Đối với Đức Phật thì ngài dạy pháp, ngài dạy cho cái sự khổ và cái sự diệt khổ ngay trong hiện tại này. Nếu cái người đó nỗ lực tu tập đó thì khổ của danh đó là cái khổ của lòng tham, lòng sân hận và cái sự si mê của ác bất thiện pháp. Cái khổ của sắc đó là cái khổ của biến hoại, đói khát, đổi thay mà sắc pháp mang lại, từ cái sự khổ lụy của thiếu thốn, sự khổ lụy của bệnh hoạn, sự khổ lụy của thiên tai lũ lụt, nhà cửa mất mát, hỏa hoạn, tiêu tàn những cái chỗ trú xứ của mình, hủy hoại tất cả. Những cái điều đó được Đức Phật ngài thuyết giảng và ngài trình bày tường tận như vậy. Và ngài dạy rằng khi một người có mắt, có sự thấy, sẽ thấy được cái sự hiện hữu ở trong cái cõi nhân loại này, sự biến hoại đổi thay, sự dịch chuyển liên tục. Khác với những cái người họ nghĩ rằng khi mà có Đức Phật xuất hiện ở đời, đó là một cái sự bình an do Đức Phật ngài mang lại cho mình. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài vẫn nói về những cái bệnh dịch như ở Wesley, những cái sự mà ma quỷ phá phách, những cái sự hạn hán thất mùa, những cái chứng bệnh dịch mang lại cái hiểm họa đến sanh mạng của loài hữu tình, nó vẫn có. Đức Phật ngài vẫn nói lên những cái điều đó. Nên khi mà chúng ta thấy về Đức Phật hay là đạo Phật đó, không giống như những cái tôn giáo khác, Đức Phật ngài thuyết giảng về cái sự thiết thực hiện tại, về cái bản, cái sự thật của chúng sanh, cái sự thật của danh và sắc, cái sự thật của đời sống này là cái sự đau khổ bất toàn, cái sự mà nung nấu, cái sự mà hoại diệt liên tục, không tìm được cái sự an ổn ở cái thế giới này, cái danh sắc này là như vậy. Chính vì điểm đó đó thì chúng ta thấy trong cái bài kinh Tư Sát này, Đức Phật ngày giảng giải trình bày tổng thể tất cả những cái gì mà ngài muốn trình bày đó, là ngài muốn nói đến cái lòng thương tưởng đại bi của ngài đối với trời người. Ngài tu tập và ngài đã thành tựu và tuyên bố lên cái sự thành tựu đó, và để chúng sanh nỗ lực hành trì theo cái sự hướng dẫn của ngài, trọn vẹn cái lòng tin để thực hành đoạn khổ diệt khổ, để mang lại sự an lạc cao thượng nhất ở trong một cái kiếp sống mà rất là khó mà gặp được Đức Phật, rất là khó gặp được chánh pháp, rất là khó để hành trì cho nó được trọn vẹn. Đức Phật ngài muốn nói và muốn trình bày trọn vẹn và nhìn nhận vào cái vị đạo sư thuyết giảng không phải vì danh, vì lợi, vì những cái lợi tức, lợi lộc, với cái hình thức mà chúng ta gọi là các vị giáo chủ khác khi mà có danh vọng đó, thì vẫn bị cái tập đế là lòng tham, muốn được danh vọng, muốn được cái sự trọng vọng, muốn được cái sự kiêng nể của mọi người. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài chỉ dạy cái sự hiểu biết để kính trọng các cái vị chánh đẳng chánh giác, kính trọng những cái vị mà thực hành theo cái lời dạy và đoạn tận được những cái phiền não. Hiểu biết được như vậy và cố gắng hành trì
chứ không có phải một cái lòng tin xuyên vẹo hay là một cái lòng tin ỷ lại vào một cái đấng giáo chủ, một cái vị thầy của mình để mong mỏi chờ đợi cứu rỗi ở một cái cảnh giới nào đó sau khi chết. Ngài chỉ thuyết giảng để chấm dứt cái sự khổ luân hồi, cái lòng tham nung nấu và cái sự khổ mà tất cả mọi người cũng từ cái tâm của mình mà tạo cái khổ cho mình, cho người, cho đời này, đời sau. Còn khi hiểu được cái lời dạy của Đức Phật đó, thì luôn luôn hành trì lợi cho mình, lợi cho người, lợi đời này, lợi đời sau. Đó là những cái thông điệp mà Đức Phật Ngài muốn gửi đến. Dù là một cái bài kệ mà chúng ta nghe, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo đó. Dù là một cái bài kệ ngắn gọn như vậy, nhưng cũng đầy đủ những cái lời dạy của một vị đẳng chánh giác, nói về cái sự tu tập hành trì để đạt được cái sự thanh tịnh nội tâm, để suy xét rằng biết rằng Đức Phật Ngài đã hoàn hảo, Ngài đã hoàn thành, Ngài đã diệt trừ những cái lậu hoặc phiền não, không còn ô nhiễm, không còn bị liên hệ đến sự ô nhiễm đó. Thì kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, trong cái bài kinh Tư Sát này đó, thì con nghĩ rằng cũng rất là nhiều cái điểm cần có cái sự thảo luận của quý Ngài, nên con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày trong cái pháp thoại này. Phần còn lại con xin thỉnh Tượng Tọa Giác Đẳng chủ trì cái phần thảo luận, và thảo luận những cái phần mà đặc biệt ở trong cái bài học hôm nay. Con kính dâng phần Phật bảo công đức đến quý Ngài, chia đến tất cả, xin hồi hướng đến chư thiên. Và bây giờ thì con xin thỉnh Tượng Tọa Giác Đẳng chủ trì cái phần thảo luận. Sao thuộc cái chuyện thư tòa đặt thư tòa phát thanh thư tòa có ở trước máy và thư tòa có nghe được không? Nếu là thư tòa phát thanh nghe được, xin thỉnh thư tòa hoan hỷ trả lời cho cô thân đầu tiên. Dạ, thư tòa phát thanh, chúng ta suy xét và nhận định Đức Phật như thế nào mà không gọi là bất kính? Và chúng ta suy xét nhận định Đức Phật như thế nào mà gọi là đúng theo cái tôn ý của Đức Phật? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Hoan Hỷ giải thích về điều này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Vấn đề mà mình suy nghĩ đến Đức Phật, cũng như là cái việc mà mình đặt cái lòng tin của mình vào ở trong đối với Đức Phật đó, thì thật sự ra đó là chúng ta thấy rằng là qua những gì Đức Phật này dạy, Đức Phật cho chúng ta có quyền chọn lựa. Như là trong kinh thì Đức Phật này nói rằng cũng
cũng nên là đừng có nên là những cái gì mà Như Lai thuyết giảng đó, thì xem như những cái điều đó, đó là khi chúng ta thực hành chúng ta có được cái sự an lạc, có cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của mình, thì mình sẽ tin Đức Phật cái điều đó. Theo con thấy đó thì hầu như các cái tôn giáo khác đó, thì người ta thường có những cái tín điều là buộc tín đồ là phải tin cái vị giáo chủ của họ là như thế này hoặc là thế nọ, cái điều đó là không thể thay đổi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật cũng không có bảo chúng ta phải dội tin Đức Phật, mà phải rằng chúng ta có quyền suy xét. Suy xét ở đây đó là khi chúng ta học hiểu cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta đem ra thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì khi chúng ta thực hành như vậy, chúng ta cảm thấy đó là chính cái điều mà Đức Phật ngài dạy thật sự là thiết thực, mang lại cái sự an lạc cho mình, cho những người chung quanh, thì lúc đó mình mới có thể là tin. Ví dụ như là mình một mặc dù là một cái người phàm phu thật, nhưng mà do rằng chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta những cái điều mà chúng ta thực hành. Ví dụ như một người giữ giới, giữ năm giới hoặc tám giới hoặc nhiều hơn, rồi một người mà giữ cái nội tâm của mình là luôn luôn có được cái đời sống chánh niệm, luôn luôn suy gẫm đến, suy xét đến luân hồi nghiệp báo, thì con nghĩ rằng cái người đó họ có được cái sự an lạc, không cần phải là họ phải được cái sự hiển linh gì đâu. Nhưng mà ở đó đó là khi mà mình giữ cái nội tâm của mình có chánh niệm, có chánh niệm trong một cái hoàn cảnh hay là trong những cái sự việc ở trên cuộc đời này, nếu như tâm của mình được an tịnh thì thật sự là mình có được cái sự an lạc ở chỗ đó. Rồi đối với một người mà có đức tin, niềm tin đối với Đức Phật, bởi vì tin cái sự giác ngộ của Đức Phật và những điều mà Đức Phật ngài tuyên thuyết ở trên cuộc đời này, như là bốn pháp vô sở quý của Đức Phật, về cái việc mà ngài tuyên bố, về ngài chứng ngộ, rồi những cái pháp mà phiền não ô nhiễm ngài tuyên bố, thì cái người đó họ thấy rõ như vậy. Những cái điều nào mà Đức Phật ngài nói rằng đó là cái pháp ô nhiễm đưa đến cái khổ đau cho chúng ta đó, thì thật sự là mình thấy những cái điều đó đó quả thật là như vậy. Khi mà mình biết được những điều đó thì cái người nào đi nữa, mặc dù là phàm, thì khi chúng ta có được cái niềm tin đối với Đức Phật như vậy thì chúng ta cũng có được cái sự an lạc. Như vậy thì khi một người có cái đức tin đối với Đức Phật, không phải là chỉ có cái tin suông trong cái giáo thuyết, không phải tin suông trong những cái tín điều, mà là tin ở như cái lời dạy của Đức Phật do cái sự thực hành của chính mình. Và cái sự thực hành đó là mình y theo, giống như một người mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng vậy đó. Quy y là mình trở về nương tựa nơi lời Đức Phật, nương tựa về nơi giáo pháp lời dạy của Đức Phật, rồi nương tựa nơi cái sự thanh tịnh của tăng chúng thánh đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà mình nương tựa vậy là mình cảm thấy nó là sự an lạc, là sự chắc thật ở trong cái đời sống của mình. Như một người mà thực hành giới cũng vậy, khi mà mình tránh xa những điều ác thì mình đâu có điều ác xấu do thân khẩu đem lại đó, thì mình cảm thấy đó là cái sự an lạc.
do cái sự không có cái sự họ rai rứt, không có cái sự hối hận ở từ nơi nội tâm. Cho nên con nghĩ rằng để mà bởi vì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên khi mà ngài 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 thuyết ra đó, ngài tuyên thuyết giáo pháp này đó, thì thật sự ra là ngài không có buộc cho cái người đệ tử của mình phải tin như thế này thế nọ. Nhưng những gì mà Đức Phật ngài dạy là hãy nên đến để mà thấy, tức là đến không phải là chỉ đến với hoàn toàn là niềm tin, mà đến bằng với cái sự thực nghiệm. Mà mình không có nói là cái việc mà giác ngộ thành Phật thành thánh gì ở trong tương lai Phan nói cái đó, mà chúng ta nói rằng khi mà trong đời sống hàng ngày chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta suy gẫm cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày, trong mỗi cái hoàn cảnh, thì thật sự là mình có được cái sự an lạc do rằng mình đã thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà mình đã thực hành cái lời dạy của Đức Phật đó, thì là cái người mà y giáo theo Đức Thích Phật. Cho nên là ở đây đó, con nghĩ rằng người các cái bậc tổ đức người xưa nói đó, bậc tổ đức xưa nói là y giáo bất nhân phụng phụng mạng đó, thì ở đây con nghĩ rằng cung kính bất như phụ mạng. Khi mà mình cung kính cái người nào đó, thì thật sự ra là mình phải suy gẫm được cái hành mạng của vị đó, cái người đó, cái đối tượng đó, rồi mình thực hành theo những cái gì mà người đó để lại. Như là mình cung kính Phật thì mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là tối ngày mình cứ hoàn toàn là cứ lễ lại không mà gọi là cung kính. Mà cung kính ở đây con nghĩ rằng mình có cái sự thực hành lời dạy của Đức Phật. Đó là mình quy y Phật, đó là mình quy y Pháp, đó là mình quy y Tăng. Bởi vì chính Đức Phật, cái tôn chỉ của Đức Phật á, là khi mà Ngài giác ngộ thành Phật á, thì Ngài cũng mong muốn tất cả chúng sanh đều được giác ngộ thành Phật, đều được cái sự lợi lạc. Cho nên khi mà Đức Phật ngài nói rằng Như Lai xuất hiện ở đời đó, thì mang lại lợi ích cho chư thiên, cho loài người, cho đa số của phần đông, cho phần đông, đại đa số của phần đông. Thì ở đây con nghĩ rằng mình kính Đức Phật thì mình học hiểu, mình suy xét, mình thẩm nghiệm cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì khi đó đó là mình đã có được cái sự an lạc. Nếu như một người mà thực hành đúng nghĩa ở trong cái lời dạy của Đức Phật, thì thật sự là mình có cái lợi lạc. Ở trong cái quán nào cũng vậy. Thì ở đây con nghĩ rằng là chính vì vậy đó, là một người mà như là một trong những cái điều mà chúng ta nhớ rằng là Đức Phật ngày khi mà tỳ kheo Quắc Kha Lý mà xuất gia theo Đức Phật vậy đó, cứ là nghĩ rằng là mình đi theo xuất gia theo Đức Phật để rồi chiêm nghiệm hảo tướng của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà rồi một thời gian sau á, thì Đức Phật ngày biết được cái việc đó, cho nên tỳ kheo Quắc Kha Lý rất là buồn, bởi vì Đức Phật cũng chẳng đối hoài gì tới. Khi mà leo lên trên núi như vậy thì muốn gieo mình xuống vực thẳm để mà tỳ kheo Quắc Kha Lý để mà tự tử đó, để mà quyên sinh đó. Thì lúc đó là Đức Phật ngày xuất hiện. Thì Đức Phật ngày mới nói rằng cái người mà khi mà ngài nói rằng trước đây mà ngươi xuất gia như vậy rồi có thể rằng vì cái sự xuất gia đó mà ngươi chỉ ngắm cái tướng của Như Lai. Thì ở đây Đức Phật ngài mới nói rằng ai mà thấy được Pháp thì người đó thấy được Như Lai, và ai thấy được Như Lai thì người đó thấy Pháp. Thì ở đây con nghĩ rằng chính cái người mà có cái niềm tin và thực hành cái lời dạy của Đức Phật, và người đó có được cái sự lợi lạc,
hay hoặc là người đó có sự thành tựu nhất định nào đó ở trong đời sống tâm linh, thì đã quả thật là cái người đó họ 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 có thể là gần gũi với Đức Phật, họ gần gũi Đức Phật như là những gì mà Đức Phật ngài 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 tuyên bố với giữa hội chúng là những vị thánh đệ tử của Đức Phật là con của Như Lai như vậy. À, cho nên là nếu mà đổi để mà được Đức Phật ngài 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 xác nhận lại là vị đó con của Như Lai đó, thì vị đó phải là vị thánh, vị thánh. Cho nên cái việc mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật đó, có nghĩa đó là một cái cao cả nhất, cũng là mình có một cái sự kính tin nhất ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Chỉ có bậc thánh thì mới có niềm tin tuyệt đối với Đức Phật. Đối với người phàm phu thì chúng ta có niềm tin, niềm tin này nó có thể là mong manh, nhưng mà do chúng ta có cái sự thực nghiệm, chúng ta chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật rồi chúng ta thực hành, thì cái đó đó thật sự là cái gần gũi giữa Đức Phật và mình. Khi mà mình có được cái sự thực hành lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có cái sự gần gũi, cũng như một phần nào đó nghĩ lại cái công ơn mà Đức Phật đã giáo truyền lại cái lời dạy này, và cái mong muốn của Đức Phật cũng mong muốn cho tất cả chúng sanh đều được cái sự lợi lạc. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính thân Thượng Tọa Bảo Tân. Thượng Tọa Tư Quyền ấy, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa có thể trả lời cho câu thảo luận số 2 không? Dạ. Thượng Tọa Tư Quyền, chúng ta thấy ở trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến 9 điều mà những đệ tử Phật, nhất là những đệ tử xuất gia ở gần Đức Phật nên suy xét về Ngài. Và những điều này đó thì rõ ràng là Đức Phật dạy trong cái bối cảnh là lúc đó Ngài còn trụ thế và chư tỳ kheo ở với Đức Phật. Ngày hôm nay chúng ta là những người sanh sau đẻ muộn, Đức Thế Tôn viên tịch 25 thế kỷ rồi, thì những điều này nó có còn cần thiết để chúng ta suy xét về Đức Phật như vậy không? Kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Giờ tôi chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đắng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật kính đến Đức Tự Trí Sư Nguyên Thông cùng chư tăng. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì có một điều mà chúng ta phải nhớ đối với một vị bậc toàn giác Sammasambuddho, khi một lời nói của Ngài nói ra, khi một việc làm, khi một hành động của Đức Phật Ngài nói ra, là nó được cái tính tức là sơ thiện, hậu thiện, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cái tính giá trị đó nó vượt ngoài cái thời gian. Bởi vì nó như chúng ta biết pháp bảo mà, ở đây chúng ta quay lại cái pháp bảo, nó vượt ngoài thời gian. Đến thực chứng thì chúng ta mới thấy những gì, bởi vì những gì mà Ngài nói đó đó, nó thuộc về tâm tính của chúng sinh, nó thuộc về những cái tham, cái tà kiến, cái ngã mạn, cái sân, tật lận, hối, cái vô tàm, vô úy, phóng dật của tất cả chúng sinh mà sanh ra. Không thể nào mà chúng ta có thể thấy sai được lời nói của Như, đúng y như trong kinh. Y như trong kinh, thường thường nói, nói y như trong kinh, là đúng như vậy. Bởi vì tâm tánh của chúng sinh mà cho vì vậy, cho nên nó không phải như mà chúng ta nghĩ rằng là một cái ngày hôm nay bây giờ thay đổi rồi thì bây giờ mình phải thay đổi theo cái thời cuộc. Chính chúng ta làm như thế đó là chúng ta sai lầm. Cái đời sống của người xuất gia là cái đời sống ly gia cắt ái rồi, không phải cái đời sống của gia đình mà quần tụ nữa. Những gì mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta cố gắng làm, chứ chúng ta đừng có nhân danh công lý cho rằng thôi thì thay đổi chúng ta cũng thay đổi, hay là chúng ta có sự thay đổi là chính chúng ta thay đổi theo cái hoàn cảnh, chứ không phải thay đổi giáo lý theo hoàn cảnh đó.
Đây là một điều sai lầm. Và nếu như chúng ta hiểu được như vậy, biết được như vậy thì cuộc đời này chúng ta sẽ được rất nhiều cái sự tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta cứ nghĩ rằng à thôi bây giờ thì à, thời cuộc thế thời thì thời cuộc nó phải thay đổi, chúng ta phải phải sống làm sao cho nó cập nhật như thế này thế kia thì không bao giờ được. Bởi vì do đấy cho nên cái giá trị nguyên thủy nó không còn, cái uyên nguyên, cái giáo lý của Phật pháp nó không còn tồn tại nữa. Bây giờ chúng ta thay đổi thì đời sau nó cũng không phù hợp, nó thay đổi nữa. Cho nên và chúng tôi đang nói cái thay đổi trên cái tính sinh hoạt, chứ không nói thay đổi trên tính tâm lý, trên cái tính ý niệm của pháp. Ý niệm của pháp thì đây tức là chân lý ba đời, chân lý của ba đời chúng sinh là thế. Và cũng như là chư Phật trong quá khứ Tathāgata cũng là như thế, chư Phật hiện tại cũng là như thế, và tương lai chư Phật tương lai cũng là như thế. Ngài thuyết giảng sự khổ và thuyết giảng con sự chấm dứt khổ, hay là Ngài nói đến những cái chân lý khổ tập diệt đạo. Mà cái khổ cái tập thôi là nó bao hàm muốn coi như là vượt ngoài thời gian rồi. Tâm thức của chúng sinh coi như là cái khổ cái tập này thì nó gọi là bất tích sống qua mô, tức là liên quan tương sinh đáo đi trở lại, nó là như thế. Nếu như chúng ta hiểu mà chúng ta biết, chúng ta suy ra được như vậy thì chúng ta thấy mới thấy rằng Đức Phật là một vị Phật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Và cái sự tuyệt vời đó mà nó ngày hôm nay khoa học chưa nói tới, chưa biết tới được những cái sự suy nghĩ, những cái sự hiểu biết mà trong cái Phật lực của Ngài để nhìn thấu, nhìn suốt về không gian và vũ trụ này, cũng như nhân sinh quan này và vũ trụ quan này, nó đã là như thế. Ngày hôm nay chúng ta nói cái tên cái tính khoa học như thế này, khoa học như thế kia, nhưng nó không bay ra một cái ngoài một cái nhân quả của Phật đã đề đặt, đã đề cập. Nó không bay qua khỏi cái gì, cũng như ngày hôm nay đau khổ mà nó dẫn tới cho chúng sinh ở toàn cầu thì đó cũng bắt nguồn từ những cái tập đế, cái nguyên nhân sinh ra những cái đau khổ của trong nội tại ở ngoài, từ chỗ nội tại đó rồi chúng ta mới thực hiện trên cái lòng ham muốn của chính mình. Thì trên cái lòng ham muốn đó mà chúng ta mới sản sinh biết bao nhiêu điều, thì nó cũng là như thế. Nhiều điều trên tinh thần kinh luật luận nó là như thế. Cũng như chúng ta không, chúng ta nghe Phật thuyết giảng nói cái con thú nó tiếng chúng ta nghe được, thì chúng ta nghĩ nó được chuyện thần thổi à? Hay là rắn ở trong kinh nó rắn bảy đầu, chúng ta nghĩ rắn con đầu chứ sao bảy đầu, giờ nó hai ba đầu, năm sáu đầu, bảy đầu, nó mới là chuyện lạ nữa. Rồi hay là cái nó nghe được tiếng đây, tức là nó nghe được tiếng, tức là mình nghe được tiếng của nó, tức là ở đây tức là cái giá trị cái Phật lực Ngài diễn tả là chúng ta nghe. Và nói một cách căn bản hơn nữa, chúng ta không có đủ cái khả năng trí tuệ mà chúng ta bình phẩm, lấy cái sự ngu si của phàm phu chúng ta mà chúng ta bình phẩm cái Đức Phật Ngài nói như thì nó không có hợp với đại, nó trật rồi, nó không nên như vậy. Ai mà nghe cái chuyện giống như chuyện thần thổi, mà nói chuyện thần thổi đó thì cái chuyện nó có những chuyện có chuyện không. Bởi vì nếu chúng ta biết kỉnh pháp, chúng ta biết kỉnh Phật, chúng ta biết kỉnh Tam Bảo thì chúng ta không giờ phát biểu linh tinh, chúng ta không giờ nói những chuyện gì chưa hiểu thì mình cũng không thể nào mà nói bằng cái nhìn mà thiển cận si mê u tối của phàm phu. Chúng ta không có thể thấy được cái khả năng, cái điều kiện, cái sự hiểu biết, cái sự cao thâm của các bậc thánh, của các bậc trí tuệ, của các bậc coi như là Phật giác, Phật tuệ của chính Ngài. Đây chính là cái điều mà nếu như chúng ta hiểu biết được như vậy thì những gì chúng ta chưa hiểu được bởi vì sự ngu si của chúng ta, chớ không phải là nhiều khi chúng ta nhớ cái vị pháp sư nào giảng kinh luật chúng vị nghe thì chúng ta chán lắm, chúng ta nói không vui, nói gì đâu không hiểu gì hết, thì quá đúng, thì tại vì chúng ta quá ngu si chứ không hiểu. Chúng ta đừng nói là sao kinh giảng gì nghe không hiểu gì hết trơn, giảng trật lất. Có nhiều người nói giảng trật lất, phải giảng cho chúng ta hiểu thì mới là đúng, mà giảng như chúng ta không hiểu thì chúng ta cho là trật lất, chúng ta thấy ngu si dễ sợ không? Mà những mà không giảng như chúng ta nghe chúng ta không hiểu liền á, không hiểu được á, thì những cái đó nó gọi là giá trị
của tính lý Phật pháp chứ. Chứ nếu mà nói chuyện ba cái chuyện mà uống cà phê, ăn uống mặc ngủ nghỉ như thế này thế nọ thì chúng ta mới cho là sẽ nói sao mà chúng ta cười, chúng ta vui, chúng ta thích, chúng ta khoái. Đây là một điều mà không thể nào chấp nhận được. Mà ở đó chính là cái gì? Những gì mà chúng ta không hiểu là một người tỉnh tính, chúng ta phải cần học. Cần học, cần thẩm nghiệm, cần tu tập, cần nghe pháp, cần học pháp, cần thực hành pháp để chúng ta mới chiêm nghiệm, chúng ta mới hiểu. Chứ còn bây giờ mà bao nhiêu cái chuyện mà đã ra quý vị thấy, không có một căn bản pháp môn, không có một nền tảng mà chúng ta vô mà chúng ta đòi hiểu được cái như là cái giáo lý đó, nó mà Đức Phật ngày thuyết giảng nó ở trong để chúng ta dùng kim cang của nó mà vô thượng thậm tâm vi diệu pháp bá niên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiếm văn đắc độ trì nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa, và nói một câu như vậy mà khó và khó gặp khó tìm và thấy được rồi. Bởi vậy cho nên cái gọi là cái Buddha ra tánh năng, Tham ra tánh năng, Sẵn ra tánh năng, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo nó quý giá như vậy, là như vậy. Nó quý bởi khi dù chúng ta học mà chúng ta chưa hiểu thì nó cũng chưa đạt được cái quý. Dù chúng ta tu mà chúng ta chưa có thẩm nghiệm, chúng ta chưa có thực chứng nữa, chúng ta chưa có nếm được cái hương vị nó, chúng ta cũng chưa thấy cái quý của nó. Nhưng ở đây chúng ta thấy chính vì có cái pháp bảo, có Phật xuất hiện, có được nghe giáo pháp, chúng ta tin nhân quả thì chúng ta không làm ai. Thì kính bạch thượng tọa, thì có thể nói rằng là những gì mà Đức Phật Ngài đã nói cách đây 25 thế kỷ, thì ngày hôm nay nếu như chúng ta có một tinh thần cầu đạo cầu tu thì cũng giống như vậy. Ngày hôm nay nó cũng giống như vậy. Nếu như những vị đó biết tôn pháp, biết tôn trọng Tam Bảo, biết tôn trọng lời dạy của Phật, chắc chắn là như vậy, chứ không thể thay đổi. Còn nếu như ai mà sửa, ai mà đổi thay, người đó sẽ tự làm bất lợi cho mình, bất lợi cho phần đông, có hại cho chính cá nhân mà có hại cho phần đông nữa. Đó chính là ta hiểu sai, hiểu không đúng. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều trình bày như vậy. Chỉ nếu quý vị cần một tục thì kính cung thỉnh thượng tọa là một thay vậy. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị còn nghe thượng tọa Tư Quyền vậy không? Dạ, quý vị có còn nghe được thượng tọa Tư Quyền nói không? Ông dạ Phật, dạ. Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính, dạ Phật. Đại Đức Pháp Tính, có nhiều người muốn hiểu về Đức Phật, nhưng mà khi tìm hiểu Đức Phật là do chúng ta suy diễn thôi. Thường thường á, các nhà khảo cứu thường đề cập đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật của lịch sử, tức là Đức Phật có trong lịch sử, có niên đại, có di tích, có cái ghi chép lại từng phần của đời sống của Ngài. Thì để chúng ta biết về Đức Phật thì chúng ta có cần biết những dữ kiện lịch sử về Đức Phật không? Xin kính thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Tích. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Tường Thọ Nhất Đản, Tường Thọ Tây Quyền, Tường Thọ Pháp Đăng, Tường Thọ Pháp Tân, Tường Thọ Minh Hành, Đại Đức Tuệ Chuyên. Kính chào sư Huyền Thông và cùng với đại chúng đang có mặt ở trong rung. Kính bạch Tường Thọ, kính thưa đại chúng, nói về tìm hiểu về một cái vị Phật hoặc là một cái Đức Phật thì chắc chắn rằng chúng ta phải thu thập, có nghĩa là chúng ta cũng phải tìm hiểu về cái lịch sử
của Đức Phật. Tại vì sao mà chúng ta nói như vậy? Tại vì quý vị thấy rằng chúng ta sống trong một cái xã hội thời nay đó, thì có nhiều cái trường phái, bất cứ ai người ta cũng tôn vinh lên là Phật. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở Việt Nam đó, có những cái người người ta coi như là hãy một cái nào người ta cũng đưa lên thành Phật hết á, người ta muốn đưa ai lên thành Phật là đưa. Thành ra chính vì vậy đó, khi mà chúng ta tìm hiểu về Đức Phật, chúng ta cũng phải biết, chúng ta cũng phải biết rõ về cái lịch sử của một cái vị Phật đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng ở cái xã hội thời nay, chúng ta thấy rằng người ta đưa lên rất là nhiều cái vị Phật, nhưng mà bây giờ mình cũng không có vội tin, mà mình cũng không có vội bác bỏ, mình sẽ tìm hiểu. Ví dụ như bây giờ nói về Đức Phật Thích Ca, chúng ta coi lịch sử của Ngài, chúng ta coi cái lịch sử của Ngài, Ngài khi mà Ngài sanh ra như thế nào, ở trong cái dòng nào, rồi sau đó Ngài lớn lên như thế nào, rồi bao do cái sự kiện gì đó, Ngài đi xuất gia, khi mà xuất gia rồi thành đạo, thành đạo rồi Ngài để lại cái gì ở cho cái cuộc đời này đó, thì ít nhất là chúng ta cũng phải biết được một cái chi tiết, chúng ta cũng phải biết được. Chúng ta không biết được một cách tổng quát, hoặc là chúng ta không biết được một cách sâu sắc, nhưng mà chúng ta cũng biết được một phần nào đó. Thì khi mà chúng ta biết được như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vô cái lời dạy của Ngài, Ngài để lại cái lời dạy đó sẽ có thích hợp hay không, hoặc là khi mà chúng ta hành theo cái lời dạy đó thì chúng ta sẽ được cái kết quả gì, chứ không phải là đối với một cái trường hợp nào đó chúng ta cũng bác bỏ, hoặc là đối với một cái trường hợp nào đó mà chúng ta cũng tin liều vào, thì cái điều đó thì không nên. Đối với ở trong Phật học thì chúng ta cũng không có nên vội vàng bác bỏ, mà cũng không có nên vội vàng mà đặt niềm tin vào. Thì một người mà có trí thì sẽ luôn luôn sẽ có cái sự cẩn trọng, sẽ có cái sự mà tìm hiểu. Sau khi chúng ta tìm hiểu rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái niềm tin nơi cái vị Phật đó. Cũng như bây giờ chúng ta thấy rằng tại sao mà mình đi mua một cái chiếc xe, hoặc là mình đi mua một cái vật gì đó, nó phải nói rằng là nó rất là cái thời hạn của nó rất là ngắn, mà mình chăm chú mình coi đi coi lại, mình rà soát rồi kiểm tra vân vân, mình làm đủ thứ hết. Còn đối với cái đời sống tâm linh thì là một cái chuyện rất là quan trọng. Tại sao mà chúng tôi nói quan trọng quý vị? Chẳng những mà mình tìm hiểu, mình tu tập, mình có được cái lợi ích ngay trong hiện tại này, lợi ích ở trong tương lai, rồi mình có được cái lợi ích cho bản thân mình, và nếu mà có duyên thì sẽ làm cho có lợi ích cho những người ở xung quanh. Thành ra đó, đây là một cái chuyện lớn, đây là một cái việc rất là lớn, phải cần phải đặt trọng tâm vào, đặt trọng tâm vào. Thì lúc nào mà chúng ta có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ tìm. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó, có nhiều người là tại vì người ta không có chịu tìm hiểu, chứ rất là dễ tìm hiểu. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có Google rồi, có mạng internet rồi, mình bấm lên Đức Phật Gotama, hoặc là Đức Phật Thích Ca, hoặc là lịch sử Đức Phật Gotama, hoặc là lịch sử Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta bấm vào Google đó, thì coi như là ở trên mạng người ta sẽ đưa ra mình cho mình rất là nhiều cái dữ liệu, thì mình sẽ tìm hiểu ở đó. Rồi thí dụ như bây giờ mà mình thấy rằng bây giờ lâu lâu mình nghe nói rằng thí dụ như một cái vị Phật gì đó, một cái vị Phật nào đó tên gì đó, thì bây giờ chúng ta cũng bấm vào Google, chúng ta cũng bấm vào cái Google, cái mạng internet, thì chúng ta sẽ tìm ra.
Thì ở đây đó, chúng tôi nói về cái điều này đó, không phải là mình tìm ra để mà mình chỉ trích à, không phải mình tìm ra để mình chỉ trích quý vị. Tại vì ở trong cái cuộc đời này á, à, có người á, người ta có duyên à, với Phật à, thì à, người ta sẽ à, theo Phật à, và có người đó à, thì người ta à, có duyên à, với những cái gì mà nó thuộc về mà à, họ thích về cái gì mà nó linh linh đồ này kia thì họ sẽ à, đi đến à, với những cái người đó. Thành ra đó à, mình chỉ tìm hiểu à, mình chỉ tìm hiểu để chỉ vì để cho chúng ta biết được à, và chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ đặt niềm tin à, chúng ta sẽ à, tu học theo những cái lời dạy à, của cái bậc trí đó à, chứ ở đây đó thì chúng tôi không phải rằng là chúng tôi lên à, để mà à, mình đả kích à, về một cái vị nào hết à, bây giờ mình không có mình à, mình chỉ à, tìm hiểu thôi à, mình chỉ tìm hiểu thôi à, cái điều này nó khó. Hoặc là thí dụ như bây giờ chúng tôi nói thật sự ra à, có nhiều cái chuyện ở trong thế gian, thí dụ như mình gả con à, cho à, một cái gia đình nào đó, mình cũng tìm hiểu cái gia đình đó à, gia đình đó nghề nghiệp như thế nào, gia đình đó ăn học như thế nào, gia đình đó làm việc như thế nào, vân vân. Thì đối với cái niềm tin của mình cũng vậy à, cái niềm tin của mình đặt vào một cái tôn giáo hoặc là đặt vào một cái bậc đạo sư nào cũng vậy à, hoặc là một cái giáo pháp, một cái giáo lý nào cũng vậy, thì chúng ta cũng phải coi à, chúng ta phải coi lại coi à, cái điều đó đó à, nó có thật sự hay không, hay là do một ai đó người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra hoặc người ta viết ra những cái à, những cái bài đó hoặc là những cái hình bóng đó đó. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu rồi, chúng ta thấy à, được à, thì mình sẽ à, đặt tin vào, mà mình cảm thấy không được à, thì mình à, không đặt niềm tin vào à, đó. Thì chứ mình không có à, đả kích à, hoặc là chỉ trích à, một cái người nào hết đó. Thì vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó à, khi mà tìm hiểu về một cái Đức Phật à, thì chúng ta rất là nên à, thu thập à, những cái chi tiết à, của một cái vị Phật à, đó là một cái vị Phật à, lịch sử, là có nghĩa là có à, lịch sử để lại à, đàng hoàng, hay là à, do một cái niềm tin nào đó rồi ai đó người ta à, sẽ à, cũng như là người ta viết ra hoặc là người ta tôn vinh ra. Thành ra mình tìm hiểu thì mình mới biết à, nên tìm hiểu về một cái vị Phật thì chúng ta rất là nên à, tìm hiểu về à, cái chi tiết à, lịch sử của một cái vị Phật à, đây là những cái ý con xin được à, đóng góp qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu à, bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Dạ con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại đạo tràng để Đức Phật tính đã thảo luận xong rồi à, con kính dâng Bích Chánh Sư. Sư Nguyên Thông ơi, à, không biết sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu dạ vâng, à, sư Nguyên Thông có lẽ câu hỏi này cũng từng hơi đặc biệt đối với sư Nguyên Thông. À, sư Nguyên Thông đã từng được giáo dục ở trong cái cơ sở giáo dục của Thiên Chúa Giáo, rồi khi sư Nguyên Thông quý vị Tam Bảo thì sư Nguyên Thông cũng trải qua rất là nhiều những cái tìm hiểu
tông này phái kia, và cũng có tìm hiểu về Nho giáo, Lão giáo v.v. trước khi Sư Minh Thông trở thành một vị tu sĩ xuất gia. Sư Minh Thông, nếu mà chúng ta lấy một cái nhìn chung chung mà nói ra thì bài kinh ngày hôm nay, ở trong bài kinh đề cập đến Đức Thế Tôn, Ngài dạy Tỳ kheo nên suy xét về Ngài và về nhiều khía cạnh khác nhau, thì Sư Nguyên Thông có thể cho biết một vài cái cảm tưởng của Sư Nguyên Thông về về lời dạy của Đức Phật đối với điểm này không? Một vị giáo chủ, một bậc thầy mà dạy những đệ tử nên thẩm định về chính mình, xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con rất là hạnh phúc mỗi lần mà con được vào rung Buddha Dhamma lớp Phật Pháp Nhị Mầu. Là bởi vì, kính thưa Sư Phụ, là chưa học về Ngài, chưa biết về Ngài, thì chúng ta là không biết gì cả. Nhưng mà khi mà học về Ngài, biết về Ngài, đọc kinh Ngài, thì càng hiểu sâu về Ngài, thì chúng ta càng kính trọng và kính mến và thương yêu Ngài. Trên thế gian này chỉ có Đức Phật là một người duy nhất trên trần gian này mà đã dạy dạy đệ tử là phải tìm hiểu về Ngài, và Ngài chỉ cách tìm hiểu về Ngài như thế nào. Trên thế gian này chỉ có Ngài là người duy nhất. Khi mà chúng ta thấy rằng một người chính mình nhìn xét mình xem thấy mình rất là tội lỗi, những cái sở hành, tức là thân hành, khẩu hành và ý hành của chính mình. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bởi vì Ngài biết Ngài quá ư là sạch sẽ, quá ư là sạch sẽ, tức là thân hành khẩu hành của Ngài tròn vẹn. Bởi vì khi mà con đọc kinh về này thì tất cả những cái mà mắt thấy sắc, những cảnh bất thiện, tai nghe những điều mà bất thiện, mà những cái hành ảnh bất thiện nó có hiện hữu trong tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không, khi mà Ngài thấy như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những cái mà mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, là những cái thấy của mắt, của tai, của nghe, chứ không phải là cái thấy của một cái người giả là Đức Phật Gautama, không phải là như vậy. Cho nên những sự việc mà bất thiện ở bên ngoài đời không có cái gì mà nó vào cái tâm của Ngài là một gì. Bởi vì Ngài hồi nãy con có nghe Sư Phụ Pháp Đăng nói, Ngài đã sử dụng là 9 A Tăng Tỳ Kiếp, là khi mình đã nguyện, rồi 7 A Tăng Tỳ Kiếp, rồi đã nói ra thành lời, rồi 4 A Tăng Tỳ Kiếp là được, khi mà được là xác chứng là 4 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Phật sẽ trở thành một Đức Phật tên gọi là Gautama. Thì những cái sở hành của Ngài là trên thế gian này duy nhất, không có người thứ hai nào mà có thể bằng của Ngài được, trừ những Đức Phật quá khứ và những Đức Phật tương lai. Vì sao? Vì những Đức Phật quá khứ và những Đức Phật tương lai đều phải qua có những cái là bao nhiêu A Tăng Tỳ Kiếp nguyện trong tâm, rồi khi mà vững chắc trong tâm rồi, bao nhiêu A Tăng Tỳ Kiếp nguyện lời, mà khi nguyện thành lời mà được mà vững vàng rồi, là khi gặp một vị Phật khác rồi họ mới ứng chứng cho 4 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Ngài sẽ thành Phật. Và Ngài lúc đó vị Phật Dipankara đó thì mới nói là chất những đệ tử của Ngài không được quyền bước trên thân của cái vị này. Vì sao? Vì vị này sau này sẽ là Đức Phật toàn giác. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta học về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu mà chúng ta đọc kinh của Ngài mà suy nghiệm về lời giảng dạy của Ngài, thì kính thưa Sư Phụ, thì chúng ta có cái xúc cảm, xúc động và hạnh phúc. Bởi vì trên cái sự hiểu biết của, và khi mà con đọc sách và đọc những cái điều mà nói, thì không có ai mà lại khuyến khích người khác là chỉ tìm cách là hiểu biết Ngài. Nghĩa là một người mà có cái niềm tin tưởng, hay là chỉ có vị Phật có thể làm được điều đó hay không, là bởi vì thân khẩu ý của Ngài hoàn toàn trong sạch, và vì không có những cái điều gì mà Ngài có thể giấu giếm. Ngay cả một vị tu đạo hoàng, những cái lỗi lầm của họ, họ không có giấu giếm, bởi vì họ đâu có còn cái thân kiến nữa, cái thân kiến
là cái ca gia nhất thí là họ không còn nữa, cho nên là họ sạch trơn, cho nên là họ không bao giờ, những người mà chứng thánh quả rồi thì không có giấu giếm cái gì về cái con người của họ. Cho nên là trên thế gian này chỉ có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là nói rõ ra trên thế gian này chỉ có đạo Phật chân chánh thì mới có thể có những người như vậy. Còn ngoài khác thì người ta giấu giếm. Đừng có nói gì bây giờ, nói cái vụ mà bầu cử tổng thống này nè, thì bây giờ hai cái đảng Công Cộng và Dân Chủ là chửi nhau, bơi mối với nhau. Cái những cái thái độ này không có trong trong có những người mà tu Phật chân chánh. Những người tu Phật chân chánh cũng không có thái độ đó, chứ đừng nói là một vị Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, câu thảo luận số 4 là xin cho một vài cảm nhận sau khi đọc bài kinh này và mà qua đó Đức Phật dạy đệ tử nên suy xét bản thân về Ngài. Thì cái điều này có thể là lấy một cái câu câu thảo luận số 4 này có thể làm cho bài giảng dạy cho tất cả những tôn giáo khác trên trần gian này để học học cái điều giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để một người lãnh đạo của một tôn giáo phải là một người trong trắng, thân hành, khẩu hành, ý hành là phải trong sạch. Như vậy mới xứng đáng là một lãnh đạo tôn giáo. Chứ một vị lãnh đạo tôn giáo mà thân hành, ý hành, khẩu hành mà không trong sạch thì làm sao mình là leader của tất cả những người khác theo mình được. Vì vậy cho nên chúng ta phải là hãnh diện, tự hào và hạnh phúc được là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và được là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cần phải có cái nhiệm vụ là hiểu thêm về Ngài và học thiệp kinh Ngài, để thành tựu những điều mà Ngài đã thành tựu những điều mà Ngài đã muốn cho chúng ta thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai được cho sư phụ để sư phụ trở lại để giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Thưa quý vị, mình thương kính một người nó rất khác với chuyện mà mình hiểu một người. Và khi mình nói mình hiểu biết một người đó, mình hiểu một người, biết một người, mình hiểu đúng chỗ, biết đúng chỗ, biết đúng cái khía cạnh là thì là chuyện rất là khó. Dạ, chuyện rất là khó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là thông thường người ta thương mình, nếu có ai đụng chạm đến mình mà mình phản ứng lại, mà phản ứng mạnh mẽ đó, thì người ta vỗ tay, người ta quan nghênh và người ta rất là tán thưởng. Nhưng mà nếu mà mình ẩn nhẫn, mình chịu đựng thì thông thường người ta nói mình hèn, thông thường họ nói mình yếu và họ muốn mình phải có một thái độ phản ứng mạnh hơn. Thì như vậy họ rất thương mình chứ không phải không thương. Nhưng mà gọi là hiểu, mà hiểu một cái đúng chỗ là chuyện nó khó lắm. Và khó lắm nhất là đôi khi trong cuộc sống có sự im lặng. Thì thưa quý vị, trong thế gian này đó, nói về tài năng thì dễ thấy dễ biết, nhưng mà nói về những phẩm hạnh cao quý, nhất là phẩm hạnh của chư vị đã đoạn tận phiền não thì sâu thẳm khôn lường, chúng ta không có đoán định dễ dàng đâu. Có một vài lần Đức Phật dùng hình của chư vị A-la-hán khi mà đối với pháp thế gian, các ngài những vô tranh mà các ngài không có phản ứng. Ngài dùng một ví dụ giống như một cái chuông bị bể. Cái chuông mà nó còn nguyên thì nó ngân, và chuông bị bể nó không còn ngân nữa. Ai trong chúng ta là người có khả năng để cảm kích cái chuông bể đâu? Nhưng mà quả thật là ở trong cuộc đời này có những khía cạnh rất khó cảm nhận, đặc biệt là về phẩm hạnh. Đức Thế Tôn của chúng ta đó, khi mà Ngài đi một cuộc đời
để Hoằng Hóa, năm đó ngài 35 tuổi. Và ngài không chỉ nói về giáo pháp cao siêu như là triết lý để thu phục người khác, chỉ một chuyện đơn giản thôi, rất đơn giản, rất dễ hiểu, là Như Lai đoạn tận phiền não. Và năm cái pháp chướng ngại mà mình có thể thấy rõ trong đời sống, rất là rõ ràng về tinh thần, đó là tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối, phóng dật. Năm pháp đó, thưa quý vị, với một người mà không thực chứng, không thực tu, thì chúng ta chỉ cần ở gần người đó nhiều lắm là qua ba ngày chúng ta nhận được. Ba ngày có thể nhận được dễ dàng. Chúng ta có thể thấy được sự uể oải, mệt mỏi của người đó. Chúng ta có thể thấy được cái sự ham muốn của người đó. Chúng ta có thể thấy được cái tâm sân bực bội người đó. Chúng ta thấy tâm phóng dật người đó. Rất dễ. Chúng ta đừng nói đến chuyện xa xôi tham sân si. Khi mà Đức Phật ngài dạy rằng ồ, vị đó là vị A-la-hán, thì thưa quý vị, dù vị đó 7 tuổi, 7 tuổi thôi Đức Phật gọi là vị A-la-hán, thì vị đó không có một biểu tỏ gì là sống với năm triền cải. Có thể những chuyện thâm sâu khác như thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sắc ái, vô sắc ái, phóng dật, vô minh, chúng ta không biết hết, chúng ta không đo được. Nhưng mà chỉ có năm triền cải thôi là chúng ta sẽ biết. Thật ra về điểm này đó, đôi khi những người Phật tử không có hiểu. Những người Phật tử đến một vị thầy hay đến một vị thiền sư chỉ đánh giá là vị đó thuyết pháp hay, vị đó hãy thiền nghe có lý, và vị đó chắc tu đắc cả đạo chứng quả, tại vì da mặt hồng hào, tại vì thần thái tươi tỉnh, vân vân. Quý vị cứ nhìn thấy vị nào mà sống không có năm triền cái, không có dục tham sân độc, hôn trầm thủy miên, tạo cử phóng dật, là biết trình độ vị như thế nào. Đức Thế Tôn ngài có một cuộc sống rộng mở. Rộng mở mức độ nào? 25 năm cuối đời Đức Thế Tôn đó. Từ năm 55 đến năm 80 tuổi đó, Đức Thế Tôn chính thức nhận một người trí giả. Một người trí giả là người rất gần Đức Phật. Người đó lại là một quyến thuộc, anh em chú bác của Đức Phật. Người đó là một ông hoàng, một vị hoàng tử, một vị hoàng thân, rất là trí thức, học vấn rất cao. Người đó lại bằng tuổi với Đức Phật, đó chính là Tôn giả Ananda. Người ở kế bên mình, mà người đó là một người trí thức, người kế bên mình là người đó đồng tuổi tác với mình, người kế bên mình là người biết mình từ tấm bé. Nhưng mà Tôn giả Ananda ở gần Đức Thế Tôn, cảm nhận trọn vẹn về tánh hạnh, về đời sống cao cả của Đức Phật, về lời những xứng đáng của Đức Phật. Tôn giả Ananda không phải là người sống mù quáng. Tôn giả Ananda không phải là người sống mà không biết những lý lẽ thường thức. Tôn giả Ananda có tất cả phẩm chất của một nhà trí thức. Nếu chúng ta hãy, và Tôn giả Ananda đã sống với Đức Thế Tôn cho đến khi ngài viên tịch, thì chúng ta hiểu rằng nếu Đức Thế Tôn có một chút ít gì đó phiền não còn lại, thì không thể, Tôn giả Ananda không thể được. Vì việc đó chúng ta phải hiểu. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc bài kinh này, thì chúng ta cũng thấy được một điều. Có những điểm rất là tế nhị. Thí dụ, ở trong đó có điều là Đức Thế Tôn thẳng thắn, rất thẳng thắn, ngài nói về chính ngài, ngài không nói quanh co, là ngài có đoạn tận phiền não hay không. Ngài nói cái đoạn tận phiền não thì ngài xác nhận Như Lai đã đoạn tận tham sân si, và điều đó ngài nói một cách rất là rõ ràng. Khó lắm thưa quý vị,
mình nói rằng mình có học vị cao, mình nói mình giàu có thì vậy. Thậm chí bây giờ có những người nói rằng tôi là người thông minh nhất, hay là tôi là người thành công nhất, cũng có thể nói như vậy. Người ta có thể nói chuyện như vậy dễ dàng. Nhưng mà bảo rằng ta là người đoạn tận phiền não thì điều đó không dễ đâu. Không có dễ. Và cũng có những lời dạy này, chúng ta thấy Đức Phật và cũng giống như chư Phật thuyết pháp chỉ vì lợi lạc cho chúng sanh. Ngài không vì là khi nào có đạo tràng đông đảo, khi nào có đạo tràng mà trang nghiêm thì tôi mới đăng tòa thuyết pháp, còn nếu mà 5-3 người tầm thường tôi không thuyết pháp. Bây giờ có cái hiện tượng là làm pháp sư ấy, mà thuyết pháp cho 5-7 người thì không phải là pháp sư. Mình pháp sư phải thuyết pháp cả hàng ngàn pháp sư. Mình mở YouTube ra đó là phải có hàng triệu người vào câu like, hàng triệu người thì gọi là pháp sư. Bây giờ người ta hay khoe mẽ những con số như vậy, nhưng mà quả thật là điều đó không có liên quan đến Đức Phật. Đức Phật đã từng đi bộ rất xa để thuyết pháp cho 5 vị kiều trần như. Ngài đã đến những vùng xa xôi hẻo lánh để khai thị cho Angulimala, một tướng cướp. Đức Thế Tôn đã từng đứng lại bên vệ đường để thuyết pháp cho Bahiya, một vị từ xa xôi đến cho cầu đạo. Ngài từ đứng bên đường khất thực để Ngài giải đạo cho Sunita, một người cùng đến bắt đường. Đức Phật giáo mà là Ngài thuyết pháp như vậy, nó có đáng với cái địa vị, với thân phận của Ngài không? Ngài là một vị quân vương từ bỏ ngai vàng, Ngài là một vị pháp vương, Ngài là vị giáo chủ, sao lại bỏ thì giờ cho một người như vậy? Không có. Không có trong lòng của Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp chúng sanh thì dù là một người, mà một chúng sanh mà Ngài thấy rằng điều đó có sự lợi lạc thì Ngài vẫn thuyết pháp. Ngài vẫn thuyết pháp. Và Ngài thuyết pháp chỉ vì một mục đích duy nhất là cho chúng sanh đó tự chuyển hóa bản thân và giác ngộ, chứ không phải là vì người đó tin theo Ngài, quy y Ngài, trở thành tín đồ Ngài đông đảo. Ngài ở thành xá vệ, ở vương xá là những kinh đô lớn, và những người này có rất, những nơi này có rất nhiều người quy y theo Đức Phật. Chưa bao giờ mà Đức Phật Ngài muốn có cái đông đảo quần chúng mà gọi là để cho thấy rằng Ngài thành công đại. Đã có những lần Đức Phật dạy một vị tỳ kheo rằng đám đông đó, danh lợi đó, sự xưng tán đó không liên hệ gì tới Như Lai. Như Lai không liên hệ gì tới danh, tới lợi đám đông hết. Chúng ta ngày nay tu theo Đức Phật, nhưng mà đôi khi ít khi chúng ta đọc kỹ những đoạn đó. Hằng bao nhiêu những vị tín thí, những người đàn tính cung kính Đức Phật kéo về chùa rộn ràng âm ỉ. Đức Phật dạy tỳ kheo ra ngoài đó nói với những vị đó là nên im lặng. Vì tỳ kheo đó bạch Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, những người đó vì sùng kính Đức Phật, Đức Phật nói như là không có liên hệ được những vị đó. Chúng ta không có hiểu Đức Phật nhiều đâu, chúng ta không có thấy được Đức Phật nhiều. Vì vậy Đức Phật Ngài phải dạy chúng ta biết rằng chúng ta nên chiêm nghiệm như thế nào về Ngài, về bản thân Ngài, về cách ứng xử của Ngài, về cách thuyết pháp của Ngài. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta là con Phật. Nếu chúng ta không có ý thức những điều đó thì chúng ta chưa xây dựng đúng mức niềm tin của mình, chưa có cái căn bản là gọi là chúng ta thực sự thấy cái giá trị của Phật, để rồi ghét lấy giá trị của Pháp, giá trị của Tăng. Cũng như hôm nay, mỗi ngày chúng ta vào đây đọc lại lời Phật dạy, hay là các đệ tử của Đức Phật dạy, không đơn thuần chúng ta vào đây để cùng nhau triết lý, để cùng nhau
ca ngợi hay là tìm cái gì kết thúc. Mà thưa quý vị, đằng sau hết, đằng sau tất cả những thứ đó, đó là niềm tin ở Đức Phật, và chúng ta gọi là chánh tín. Nếu chúng ta không có niềm tin ở Đức Phật, niềm tin ở giáo Phật, thì chúng ta không thể nào duy trì một lớp Phật Pháp như vậy từ ngày này qua ngày khác. Đơn giản như vậy. Chúng tôi không biết là quý Phật tử thấy như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi đó, mỗi một ngày dù là được một phút, năm phút, ba phút mà còn nghĩ đến lời dạy của Đức Phật thì mình còn cảm thấy gần Phật. Nhờ gần với Đức Phật thì mình xa những cái tục lụy ở đời. Đôi khi chúng ta phải tự đặt câu hỏi rằng để có thể gần Phật đó, thì chúng ta nên có được cái gì? Để gần Đức Phật thì chúng ta nên tự trang bị cho mình những tư duy như thế nào. Nó không đơn giản. Thì thứ gì quả thật mà nói đó, hành trình theo Phật Pháp không phải là hành trình dễ dàng đâu. Cái chuyện mà lăn xả vào đời, tranh danh đoạt lợi, chuyện hơn thua, chuyện mà thuyết lý dông dài thì vậy, chuyện mà ngồi yên, tịch lặng, thản nhẹ nhàng, sống như hư không, sống rỗng rang, tự tại như mặt đất, không có phiền não, thật ra nó không đơn giản, không dễ dàng. Ở Đức Phật thì dĩ nhiên là Ngài là một vị bậc đại giác, thì Ngài đã có thể tự khẳng định. Nhưng mà chúng ta là con Phật thì chúng ta phải nhận thấy một điều rằng chúng ta phải luôn luôn tiếp tục hành trình đi theo một cái hướng, mà hướng đó là ngược dòng, nó không theo cái nhìn của thường tình. Và nếu chúng ta lấy con mắt thường tình mà chúng ta hiểu Đức Phật, thường là chúng ta hiểu rất sai. Chúng tôi nghe rất nhiều người rất là thích thú để nói rằng đạo Phật là một tôn giáo trong bốn tôn giáo của tín đồ đông của thế giới, vân vân. Thật ra cái con số đông hay số ít không phải là con số mà mình nghĩ đến đâu. Thật ra đó, không phải là người ta cất chùa cao Phật lớn, mọi chuyện đó chúng ta hãnh diện đâu. Và vấn đề là chúng ta có cảm nhận, một sự cảm nhận chân xác về Đức Phật, chúng ta có cảm nhận cái giá trị sâu xa của giáo Pháp, chúng ta có cảm nhận được cái lời lạc của Phật Pháp trong đời sống hàng ngày của chúng ta không? Những câu hỏi đó không phải chúng ta trả lời một lần trong cuộc đời, mà những câu hỏi đó chúng ta phải tự hỏi đi hỏi lại trong từng giai đoạn cuộc sống. Và đó là một thách thức rất lớn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa quý vị sư đã vào rung thưa thuyết giảng. Định lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật. Dạ, con là Nguyên Phong, xin được thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con chính kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trì tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý vị chủ nhiệm Ops, sướng ngôn viên, đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn.
chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh để cô Lăng và Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn.